Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 25 trang 38 sách giáo khoa toán 7 tập 2. Đề bài yêu cầu đó là tìm bậc của mỗi đa thức sau. Ở đây có hai ý, ý A và ý B. Trước khi làm được bài toán này thì chúng ta nhớ lại cho cô các phương pháp để tìm được bậc của mỗi đa thức. Phương pháp thì các bạn lưu ý cho cô ở đây có hai ý ý thứ nhất là chúng ta phải đi thu gọn đa thức đã cho thu gọn như thế nào thu gọn sao cho không còn hai hạng tử nào đồng dạng nữa sao cho không còn hai hạng tử nào đồng dạng sau khi chúng ta thu gọn xong thì bước tiếp theo chúng ta mới đi tìm bậc của đa thức thì các bạn nhớ cho cô bậc của đa thức là bậc của hạng tử mà hạng tử đấy là có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức sau khi đã nắm được phương pháp thì cô sẽ cùng các em đi vào lời giải chi tiết. Chúng ta sẽ có lời giải chi tiết. Yeah. 3x mũ 2 1/2 x 1 2x trừ đi x bình. Đầu tiên là chúng ta sẽ thu gọn Chúng ta sẽ nhóm những hạng tử đồng dạng lại với nhau để chúng ta thu gọn. Thì ở đây cô thấy có 3x mũ 2 sẽ đồng dạng với hạng tử là trừ x mũ 2. Vậy cô nhóm hai hạng tử này lại với nhau. Như vậy cô được là 3x mũ 2 trừ đi x mũ 2. Tiếp theo là cô thấy trừ 1 phần 2x và 2x là hai hạng tử đồng dạng. Như vậy cô lại tiếp tục nhóm hai hạng tử này lại với nhau cộng với trừ 1 phần 2 x cộng với 2 x và cô còn thừa duy nhất là số 1 Vậy cô nhóm số 1 trong một chỗ 3x mũ 2 trừ x mũ 2 thì chúng ta được là 2x mũ 2 trừ 1 phần 2 x cộng 2x chúng ta được kết quả là 3 phần 2 x 1 không có hạng tự đồng dạng với nó thì mình còn mỗi mình nói thì mình viết nó xuống và bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi tìm bậc của đa thức thu gọn này thì trong đa thức thu gọn này chúng ta thấy 2x mũ 2 có bậc là 2 3 phần 2x có bậc là 1 hạng từ 1 này có bậc là 0 như vậy trong 3 hạng tử này thì cô thấy 2x mũ 2 là có bậc cao nhất là 2. Như vậy, bậc của đa thức cũng chính là bậc của hạng tử này luôn. Vậy đa thức đã cho có bậc là 2. Tương tự như vậy chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Cô biết lại đề bài ý B. Bây giờ, bước đầu tiên là chúng ta sẽ đi thu gọn đa thức. Mà thu gọn đa thức thì chúng ta sẽ đi nhóm các hạng tử đồng dạng lại với nhau. Ở đây cô thấy là có 3x mũ 2 sẽ đồng dạng với hạng tử là -3x mũ 2. Như vậy cô sẽ nhóm hai hạng tử này lại với nhau. 3x mũ 2 3x mũ 2 nhóm lại với nhau này. Tiếp theo cô thấy hạng tử 7 x mũ 3 trừ 3 x mũ 3 6 x mũ 3 là ba hạng tử đồng dạng với nhau như vậy cô nhóm vào một nhóm. Rồi. Bây giờ tiếp theo là cô sẽ thực hiện cộng trừ các hạng tử đồng dạng. 3x mũ 2 trừ 3x mũ 2 là hết rồi. 7x mũ 3 trừ 3x mũ 3 cộng 6x mũ 3 thì cô có 7-3 là bằng 4 4 cộng 6 là bằng 10 Như vậy cô thu được kết quả là 10x mũ 3 Ở đây thì chúng ta thấy chỉ Cái sau khi thu gọn cái đa thức này Chúng ta chỉ còn lại là Một hạng tử duy nhất là 10x mũ 3 Như vậy bậc của cái đa thức Cũng chính là bậc của hạng tử 10x mũ 3 luôn Mà hạng tử 10x mũ 3 Có chứa x mũ 3 có bậc là 3 như vậy, bậc của đa thức sẽ là 3. Vậy, đa thức đã cho có bậc là 3. Như vậy, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài 25, trang 38, sách giáo khoa, tuần 7, tập 2. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.